ô tô cháy trơ khung ở Nha Trang. Phát hiện khói bốc lên từ trong xe, tài xế vội tấp vào lề mở cửa thoát thân trước khi ngọn lửa bao trùm khuya 24 tháng 7. 22 giờ, nam tài xế lái ô tô 4 chỗ chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Trần Phú về khu vực Hòn Chồng. Khi đến phường Vĩnh Thọ, đoạn gần cầu vượt, người này phát hiện khói bốc lên từ trong xe nên mở cửa chạy thoát thân. Tài xế cùng một số người dân gần đó tìm cách chữa cháy, song bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, cột khói bốc lên hàng chục mét. Nóng của ngọn lửa làm nhiều người đi đường phải dừng lại từ xa để tránh liên lụy. Lực lượng cứu hộ và xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa trong vòng 10 phút. Hỏa hoạn không gây thương vong, song ô tô cháy trơ khung, kính chắn gió, cửa sổ vỡ tung. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Nghe thường một giờ truy bắt kẻ vận chuyển 55 kg thuốc nổ qua biên giới. Ngày 24 tháng 7, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một người đàn ông vận chuyển trái phép 55 kg thuốc nổ. Cụ thể lúc 19 giờ ngày 23 tháng 7, tại địa phận thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng phòng trinh sát Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và đồn biên phòng Hướng Phùng phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đang có hành vi nghi đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Thấy lực lượng chức năng, người đàn ông này tăng ga xe máy với tốc độ cao để bỏ chạy theo hướng về thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Lực lượng đánh án lập tức truy đuổi và thông báo phối hợp với trạm cảnh sát giao thông Đắk Rông, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị tổ chức bắt giữ. Đến 20 giờ cùng ngày, ở xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, các đơn vị chức năng phối hợp bắt giữ thành công nghi phạm Nguyễn Văn Năng, sinh năm 1988, trú xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 55 kg chất rắn dạng cục nghi là vật liệu nổ và một xe máy Waze S và nhiều tăng vật liên quan khác. Nguyễn Văn Năng khai nhận số tăng vật trên là thuốc nổ được hắn móc nối vận chuyển từ biên giới về nội địa nhằm mục đích bán cho những người ngoài tỉnh có nhu cầu sử dụng nhằm khai thác thủy hải sản trái phép trên biển. Tranh cãi nhân viên nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đút thức ăn lau miệng cho khách. Nhà hàng tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng tải đoạn video nhân viên phục vụ bò giác vàng đút thức ăn lau miệng cho khách. Cụ thể, đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trong nhà hàng sang trọng, gọi món bò giác vàng. Sau đó, có khoảng 10 nhân viên xếp thành hàng dọc, lần lượt đi đến bàn vị khách để phục vụ. Người cắt thịt bò, người rải muối, người tưới nước sốt, người để bò lên đĩa, người lau miệng, người đưa bia. Chú ý, từ đầu đến cuối video, người đàn ông kia chỉ ngồi yên thưởng thức món ăn mà không cử động tay chân. Video trên nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng. Hiện có khoảng 9,5 triệu lượt xem và 89.000 lượt tương tác với 27.000 bình luận. Một số người cho rằng hành động của người đàn ông và cách phục vụ của nhà hàng này là phản cảm. Dù có tận tình và chu đáo đến đâu, họ cũng không nên đút thức ăn lau miệng cho khách. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng nếu có điều kiện thì họ hoàn toàn có thể bỏ tiền để tận hưởng dịch vụ mà mình mong muốn. Tìm hiểu, đoạn video trên là của nhà hàng Golden thuộc đường Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Món bò mà vị khách gọi trên có giá 3 triệu đồng, trọng lượng 100 gram. Đại diện nhà hàng cho biết đoạn video trên thực chất là hình thức quảng cáo nhằm bày tỏ thông điệp khách hàng luôn được quan tâm, chăm sóc tận tình. Khách quốc tế lên kế hoạch kỳ nghỉ dài đến Việt Nam sẽ tăng. Đang có sự thay đổi tích cực từ hành vi của khách du lịch quốc tế sau thông báo chính sách mới về visa của Việt Nam. Số liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda công bố ngày 24 tháng 7 đã ghi nhận sự gia tăng 33% về số lượt tìm kiếm từ những du khách quốc tế có kế hoạch cho kỳ nghỉ dài tại Việt Nam so với 2 tuần trước đó. Đứng đầu là mức tăng đáng kể về số lượt tìm kiếm nơi lưu trú của khách đến từ Pháp khi tăng 72% trong 2 tuần sau thông báo. Các quốc gia khác bao gồm Hà Lan lần lượt tăng 45%, New Zealand tăng 41%, Đức sắp xỉ 40% và Mỹ 38% cũng ghi nhận mức tăng đáng kể về lượt quan tâm đến du lịch Việt Nam. Phân tích dữ liệu của Agoda tập trung vào khách du lịch bay chặng đường dài đến Bắc Mỹ, quốc gia khối EU, Úc, New Zealand vướng phải chính sách visa nghiêm ngặt hơn so với việc nhập cảnh vào các nước Đông Nam Á khác. Những du khách này thường phải di chuyển bằng các chuyến bay khứ hồi dài và đắt đỏ hơn, khiến họ có xu hướng lên kế hoạch đi nghỉ dài hạn hơn so với du khách đến từ các khu vực gần lân cận. Tuy nhiên, trước đây chính sách visa của Việt Nam chưa cởi mở, khiến các chuyến đi này phải rút ngắn.
Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu công an xử lý gian lận thi sát hạch lái xe. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý các trường hợp dùng công nghệ cao để gian lận khi thi sát hạch lái xe theo đúng quy định. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và lập biên bản 3 thí sinh sử dụng công nghệ cao, điện thoại thông minh, thiết bị ghi âm, ghi hình để can thiệp vào thi sát hạch lái xe tại Trung tâm Sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sát hạch cấp giấy phép lái xe, Sở đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xử lý nghiêm. Điều này cũng nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận khi thi sát hạch lái xe, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe. Đồng thời, giao Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đơn vị liên quan siết nghiêm không cấp phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi và sức khỏe. Ô tô biển Lào gây tai nạn thảm khốc trong đêm, 5 người thương vong. Đến 2 giờ ngày 25 tháng 7, lực lượng thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người thương vong. Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7, Quy, sinh năm 1995, trú phường Thuận An, thành phố Huế, lái ô tô loại sedan 5 chỗ mang biển kiểm soát Lào, đi trên quốc lộ 49 hướng biển Thuận An lên trung tâm thành phố Huế. Khi đến quốc lộ 49, đoạn qua thôn Dương Nổ Nam, xã Phú Dương, thành phố Huế, thì tông vào anh L, sinh năm 1987, đang đi bộ theo hướng cùng chiều. Sau đó, ô tô biển số Lào tiếp tục phi lên, tông vào xe máy do anh X, sinh năm 1985, chở theo vợ là chị T, sinh năm 1988, cùng hai con là cháu V, sinh năm 2016 và cháu P, sinh năm 2019. Vụ tai nạn khiến cháu V chết tại chỗ. 4 nạn nhân còn lại bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô biển số Lào chạy với tốc độ rất cao. Phúc thẩm vụ hiếp dâm ở Đồng Nai, nạn nhân quỳ trước cổng tòa đòi công bằng. Chiều ngày 24 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai diễn ra phiên xét xử phúc thẩm cô gái P, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, bị Nguyễn Văn Hai hiếp dâm. 3 tháng trước, Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hai 2 năm 6 tháng tù và bồi thường cho bị hại 22 triệu đồng. Không đồng tình với bản án sơ thẩm đối với Hai, T kháng cáo lên Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị tăng nặng mức phạt tù và số tiền bồi thường thiệt hại một lần duy nhất 60 triệu đồng và 20.664 euro. Tại phiên phúc thẩm ngày 24 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, cho rằng mức án tòa sơ thẩm tuyên đã phù hợp. Trước khi tuyên án, bị hại là chị T được người thân đưa xuống trước cổng tòa. Tại đây, chị T đã quỳ gối, tiếp tục kêu la với nội dung không công bằng. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hai sống chung như vợ chồng với bà L tại tổ 17C, khu phố Bình Hóa, phường Hòa An, thành phố Biên Hòa. Hai và bà L có một người con chung, tên là Nguyễn Văn Thượng, sinh năm 2019. Do mẹ của chị T và bà L là bạn thân, nên chị T thường xuyên qua nhà bà L chơi. Hai nhiều lần gặp và tự nảy sinh dục vọng với chị T. Khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2021, chị T qua nhà bà L chơi. Lúc này, chị T ngồi chơi ở phòng ngoài với bà L và Thượng, còn hai ở trong bếp. Đến khoảng 13 giờ 30 phút, bà L qua nhà cũ của mình, cách ngôi nhà T khoảng 200 mét để lấy giấy tờ. Lợi dụng lúc bà L không có nhà, hai nảy sinh ý định hãm hiếp chị T. Sau khi xảy ra vụ án, bà L đến gặp chị T và gia đình xin lỗi nên chị T không làm đơn tố giác hành vi của hai. Tuy nhiên, kẻ hiếp dâm không hối lỗi, liên tục xúc phạm danh dự chị T sau khi xảy ra sự việc. Ngoại trưởng Mỹ nói về tin tưởng và nghĩa vụ trong quan hệ với Việt Nam. 10 năm sau khi Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, chúng ta đã xây dựng được mối quan hệ năng động, đạt nhiều thành tựu và ngày càng phát triển. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, trong video do Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam gửi báo chí hôm 24 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ liệt kê những thành tựu mà hai nước đã đạt được trong hợp tác kinh tế, năng lượng bền vững, y tế công cộng, giao lưu nhân dân trong thông điệp được đưa ra nhân kỷ niệm 10 năm Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện.
Khi cùng hướng về tương lai, chúng ta không quên việc khắc phục những vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh, tiếp tục đà phá vật liệu nổ còn lại, xử lý ô nhiễm dioxin ở nhiều điểm nóng về ô nhiễm, tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh và những nỗ lực chung khác. Đối với Mỹ, đó là sự tin tưởng và là nghĩa vụ, ông Lincoln cho hay. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, hai bên đang làm việc cùng nhau trên nhiều lĩnh vực nhằm đem lại lợi ích cho người dân hai nước và các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới. Cận cảnh Nga dùng súng phóng lựu nhiệt áp tấn công thành trì Ukraine. Các lực lượng của Ukraine đã dành một tháng rưỡi tìm kiếm điểm yếu trong các phòng tuyến của Nga tại Donbass, Zaporozhye và Kherson giữa bối cảnh cuộc phản công của Kiev đang diễn ra. Các nước phương Tây hỗ trợ Ukraine kín đáo thừa nhận rằng cuộc phản công đã bị sa lầy, khiến Kiev khó có thể tiến thêm, trong khi cuộc khủng hoảng hiện nay đang biến thành một cuộc xung đột tiêu hao quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy các lực lượng của Nga sử dụng súng phóng lựu nhiệt áp nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine theo hướng Krasny Liman ở phía bắc Donetsk. Trong đoạn video, lực lượng tấn công của Nga di chuyển nhanh qua các hào chiến, sử dụng súng phóng lựu nhiệt áp RPOA nhằm vào các vị trí của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tấn công được vũ trang súng phóng lựu nhiệt áp Smel và súng phóng lựu LPO-97 43mm đã được triển khai trong khu vực, tiến đến thành trì đối phương gần nhất có thể và nã liên hồi cho tới khi các mục tiêu bị phá hủy với sự hỗ trợ của các UAV trinh sát. Chúng tôi có một nhiệm vụ trong các khu rừng ở Kremlin, nơi mà một vị trí đặt súng máy được xác định và bộ binh không thể vượt qua. Họ đã gọi chúng tôi và chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ huy một đơn vị tấn công của Nga cho hay. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.